chị xin kính chào quý vị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả ngàn hương đăng trên trang dân làm báo với tựa đề bộ mặt tẩm lợm của một số nghệ sĩ việt nam sau vụ bê bối, Hoài Linh ôm tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung hơn 6 tháng không thực hiện. Chỉ đến khi bị bà Phương Hằng khui ra mới ẩm ở viện lý do không chính đáng để biện minh. Khi Hoài Linh bị bóc mẻ, Trấn Thành mới giật mình, thú nhận không chuyển tiền cứu trợ cho Thủy Tiên như đã hứa mà lại chuyển cho bà Ngọc Hương nào đó. Để rồi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người đóng góp chạy loanh quanh, không biết có đến được tay các nạn nhân hay không thì nay một vụ bê bối đình đám khác hé lộ. Ấy là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã dùng tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đem đi sửa chùa. Báo Người Lao Động ra hôm 20 tháng 6 có bài Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung để sửa chùa. Theo đó viết, Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ với khán giả về tiền từ thiện. Cụ thể, anh cho biết đã trích 140 triệu đồng từ khoản tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ để góp vào tu sửa chùa Xuân Long, Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. Đúng là chưa bao giờ bộ mặt lem luốc của một số nghệ sĩ đã bị phơi bày trần trụi như bây giờ. Mà một khi đã bị lột mặt nạ thì dĩ dãn dơ giấy dễ gì giấu giếm. Đây là lời của bà Phương Hằng thưa quý vị dĩ vãng dơ giấy dễ gì giấu giếm thì mới thấy cái sự tẩm lợm và thối nát ấy nó được che đậy bởi cái ánh hào quang lấp lánh để lừa bịp thiên hạ bao năm nay như thế nào. Nên biết rằng những người gửi tiền cho Đàm Vĩnh Hưng đâu phải là hoàn toàn Phật giáo mà có thể là có nhiều tôn giáo khác nữa chứ. Mà cho dù là của đồng bào Phật giáo đi chăng nữa thì việc Đàm Vĩnh Hưng tự ý mang những đồng tiền ấy đem đi sửa chùa là hoàn toàn sai. Sử dụng dùng tiền hỗ trợ từ thiện không đúng mục đích thì sẽ bị xử lý ra sao? Pháp luật có quy định cụ thể về việc sử dụng tiền ủng hộ từ thiện thể hiện tại nghị định số 64/2008 nghị định chính phủ ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2008 của chính phủ tại khoảng 2 và khoảng 3 điều 3 về các hành vi bị nghiêm cấm của nghị định 64/2008 quy định hành vi báo cáo sai sự thật gian lận chiếm đoạt sử dụng trái phép tiền hàng do các tổ chức cá nhân trong ngoài nước ủng hộ, đóng góp và hành vi lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi bị nghiêm cấm. Việc sử dụng tiền ủng hộ từ thiện còn được quy định bởi Điều 10, Nghị định 64-2008, Nghị định Chính phủ về tổ chức phân phối tiền hàng cứu trợ cho các địa phương và điều 11 của Nghị định 64 này về sử dụng nguồn đóng góp tiền hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, được hướng dẫn bởi điểm 6.3 thông tư 72 trên 2008. Quá trình sử dụng tiền ủng hộ phải được công khai theo điều 14 Nghị định 64. Điều 21 của Nghị định 64 quy định rằng các tổ chức cá nhân huy động, quản lý và phân phối sử dụng tiền hàng cứu trợ trái với quy định tại Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Luật Dân sự năm 2015, người góp tiền có quyền khởi kiện Đàm Vĩnh Hưng để đòi lại số tiền này và yêu cầu kèm theo lãi suất không chỉ dư luận nói về những bê bối của giới nghệ sĩ mà ngay cả trong giới nghệ sĩ những bê bối ấy đã được chính người trong cuộc phơi bày. Ngày 9 tháng 6 năm 2021, ca sĩ Duy Mạnh tiết lộ với báo dân trí rằng nhiều nghệ sĩ nghiện cờ bạc nặng, quyên góp từ thiện để trả nợ. Theo đó, trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng, thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều. Bởi vậy, họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp từ thiện để mà trả nợ. Tờ Cafe ra ngày 9 tháng 6 năm 2021 có bài Phi Nhung bị soi lại điểm bất thường trong hai đợt kêu gọi từ thiện miền Trung. Ngâm sao kê 1 tỷ 8 suốt 5 năm chưa công khai. Theo đó, lần một, Phi Nhung kêu gọi gần 1 tỷ đồng, nhưng chỉ công khai giải ngân có 500 triệu, và còn gộp với nhãn hàng nữa. Lần hai, Phi Nhung kêu gọi 800 triệu cứu trợ bà con. Đến 9 tháng trời trôi qua vẫn ngâm sao kê. Bà Phương Hằng trong một lần livestream đã nói anh HNL nào đó có thể đoán được là Hoài Linh chẳng hạn. Một lần đánh bạc thu hàng chục tỷ là chuyện bình thường. Nhưng tiết lộ động trời này mới ghê này. 28 tháng 5 năm 2021, tạp chí điện tử Sao Ta của Hội Người Mẫu Việt Nam trong hệ thống báo chính thống của Việt Nam đó nha. Có bài, một quản lý nghệ sĩ tiết lộ bí mật động trời về từ thiện, kêu gọi 10 tỷ, từ thiện 5 tỷ, lãi ít nhất 50%. Người này cho biết là đã từng làm quản lý của vài nghệ sĩ, bóc trần những sự thật bất ngờ thối nát của việc người nổi tiếng đi làm từ thiện. Người này tiết lộ những mánh khóe để ăn chặn tiền từ thiện được kể ra gồm kêu gọi 10 tỷ thì từ thiện 5 tỷ thôi, còn đâu đút túi hết, việc minh bạch là quá dễ, thậm chí có hóa đơn đỏ đàng hoàng. Cuối cùng người này kết luận Vậy nên đừng có dại mà đóng góp nhờ người khác làm từ thiện. Người ta vừa được tiếng lại vừa được miếng, còn các bạn đóng vào chắc chẳng được gì. Số tiền nhỏ thì không bỏ, chứ hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ thì lại càng dễ ăn, ít nhất là lãi 50%. Điều này giải thích tại sao cứ sau mỗi lần thiên tai hoạn nạn xảy ra thì giới nghệ sĩ rất tích cực kêu gọi công chúng gửi tiền cứu trợ không phải tất cả những người kêu gọi tiền cứu trợ các nạn nhân khi bị thiên tai đều ăn chặn tiền cứu trợ nhưng công chúng cần biết chọn mặt gửi vàng đừng có lóa mắt bởi cái ánh hào quang của những người nổi tiếng mà biết gửi gắm niềm tin của mình vào những địa chỉ đáng tin cậy để những đồng tiền đóng góp được sử dụng đúng mục đích đúng đối tượng có như vậy mới lan tỏa được truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách là nét đẹp ngàn đời của cha ông ta xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv anh chi xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong lần phát hình tới